Xin chào cả nhà. Hôm nay bắt đầu một ngày mới, thì Trần Ni xin giới thiệu các mặt hàng khô đến cả nhà mình. Đây là khô cá đuối xẻ thỏi, hàng luôn có sẵn để phục vụ khách hàng. Còn đây là khô mực loại 1 nha cả nhà. Còn đây là khô cá lù đù. Bên Trần Ni cung cấp các mặt hàng sỉ và lẻ đầy đủ hết. Còn đây là khô cá sặc gần. Cả nhà cần gì thì cứ liên hệ với Trần Ni nha. Hàng luôn đầy đủ, cung cấp sỉ và lẻ luôn. Khô mực đủ xay lớn nhỏ gì cũng đầy đủ hết các mặt hàng. Còn nhiều mặt hàng đang cung cấp cho khách sỉ và lẻ. Đây là cá lù đù. Cá khô lù đù này là cá được làm nhà nghe. Hàng khô rất là ngon, phơi rất là khô. Anh chị em có nhu cầu sỉ và lẻ thì liên hệ bên Trần Ni nha. Địa chỉ xã Nhân Khánh Tây, huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang. Chào cả nhà. Đây mặt hàng khô nhà của Trần Ni đây nha. Đây là khô cá mối. Con đã lấy gốc xương hết này nha. Bao chuẩn nha.